nó cộng đồng mạng nó còn thách thức, nó còn có những cái gọi là đi bẻ mặt cộng đồng. Tôi nói thật sự với bà con, khi mà tôi xem clip đấy, thật sự đâm mà cười một mình như thằng điên, thấy nó buồn cười quá. Nó có những cái mà nó lố lăng thật sự. Và bây giờ tôi sẽ mời bà con nghe ý kiến của cái chị bên bên Úc, chị sẽ chia sẻ trong cái câu chuyện này. Bà con vui lòng cho đời thường một like nha quý bà con. Dạ em chào chị. Dạ sao chị uống thuốc Ờ, bên huyết Úc áp ok bây chưa? giờ bên Úc bây giờ là 2:11 rồi, nhưng mà quả thực là cũng không có ngủ được, mà ngủ nói chung là vừa ngủ một giấc rồi tự nhiên sao cái tỉnh dậy cái nhìn thấy cái clip con Út Hà nó đang quay cái cảnh là nó đưa chim sâu với Long Tứ đi ra cái tiệm áo cưới để rồi mà trang điểm rồi đóng cô dâu chú rể. Thì chị nghĩ là chắc có lẽ chị phải lên tiếng thôi, bởi vì là mình cái tính của mình ấy là ghét cái thói dối trá lắm, cho nên là mình thấy như thế mình không thể nào chấp nhận được. Cho nên nhắn tin cho đời thường, cũng rất may là đời thường nói là chị lên sóng nghe, cho nên là trước hết thì chị cảm ơn đời thường đã dành cái thời gian cho chị được lên tiếng chia sẻ trước cộng đồng mạng. Và trước khi đi vào phân tích một số vấn đề thì chị xin gửi lời chúc sức khỏe bà con cô bác cộng đồng mạng trong và ngoài nước, chúc các quý vị có được một buổi tối an lành. Và bây giờ thì chị bắt đầu. Dạ mời chị. Thì ngày hôm nay chị có ngày hôm nay chị có đọc một cái trang mạng, mà cái trang mạng này ấy thì là viết về một cái sư trụ trì thuộc của tỉnh Vĩnh Long. Sư trụ trì của tỉnh Vĩnh Long là, để chị lấy cái thông tin tư liệu, đó là ngày 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 bao nhiêu đây, thì là Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt sư trụ trì chùa Phước Quang Phạm Văn Cung 40 tuổi là tù án tù chung thân. Lý do là vị tu sĩ này tu tại chùa Phước Quang, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, cùng với đồng bọn đã lừa đảo của ba người phụ nữ, là tất cả tổng số tiền là 68 tỷ chiếm đoạt. Là vị sư này á đã mạo danh từ thiện, lập ra một cái quỹ là để bà chăm sóc cho những trẻ mồ côi, những trẻ tâm thần, những trẻ bị khuyết tật. Thì như vậy là sau một thời gian là phá án thì là Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt là vị tu sĩ này án chung thân. Nhưng mà một cái điều đặc biệt là sau khi bà tuyên án chung thân á, thì vị tu sĩ này xin án tử hình. Có lẽ rằng là đến giờ phút này á, thì là cái vị tu sĩ này thấy rằng là mình sống ngày nào dù là trong tù hay ở ngoài tù nhưng mà bên bên còn chị có bật kéo mấy mấy bạn dài đúng không chị, cái không chỉ có bật gì đâu. mà sao thấy rồ 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 ta? Ủa, chắc phải chị bật ngoài rồi. Alo, Chị nói đi em nghe. nhưng mà chị phải bật loa ngoài chị mới nghe em trả lời được chứ. Dạ không không, trong quá trình chị nói thì chị không cần bật loa ngoài đâu, khi nào chị muốn nghe là chị bật À, loa ngoài. ok, vậy được rồi. Được rồi. Vậy thế thì khi mà tòa án tuyên phạt vị tu sĩ này một cái án là chung thân thì vị tu sĩ đã xin một cái án là tử hình. Thì tại sao mà vị tu sĩ này lại xin một cái án tử hình? Bởi vì có lẽ là lương tâm cho đến lúc này nó thật sự cắn rứt và y thấy rằng mình không nên kéo dài cái sự sống trên cái cõi đời này nữa, bởi những cái tội ác mình đã gây nên, lừa đảo
tiền từ thiện mà đã lập một cái đường dây, một cái tập đoàn lừa đảo như thế. Và đó là cái vụ án rất nổi cộm ở tỉnh Vĩnh Long, vừa xét xử hôm tháng 11 năm 2023. Thì như vậy á, là qua đó thì chị cũng tin, thì chị thấy hình này hình như là cái hiện tượng là các cái kênh YouTube đi làm thiện nguyện ở các tỉnh phía Nam đang có cái chiều hướng phát triển. Làm tốt thì không sao. Ừ, nếu như bây giờ mình có tiền, mình có tâm, mình có thời gian, rồi mình có nguyện vọng được giúp đỡ những cái mảnh đời bất hạnh thì ok. Rồi nếu như mà ai đó cho mình đi nhờ xe thì mình cũng có thể giúp cũng được, nhưng cần phải sự minh bạch. Nhưng mà lại nói về Út Hà thì thật sự ra mà nói thì sau khi sáng ngày hôm nay là tôi vừa lái xe, tôi vừa nghe cái clip mà anh Hai Sài Gòn ở bên quận 7, mà thì tôi gọi bằng anh cũng được vì tôi năm nay cũng 64 tuổi rồi. Yeah. Anh cũng được mà chú cũng được. Phải nói rằng là cái sự phân tích của anh ấy rất là sâu sắc, rất là chính xác và rất có đạo đức. Cần gì phải tu, phải hỏi ai, hỏi cha, hỏi chú, hỏi chính những người lớn tuổi, các bậc tiền bối đấy để biết mình đúng hay là sai. Thì trước đây con Mai Dù nó vẫn nói rằng là ở cái giọng Bắc Kỳ, xin lỗi đời thường chứ chị sống ở Sài Gòn 32 năm trước khi chị đi qua Úc. Yeah. Và chị cũng là dạy ở các trường phổ thông trung học trong thành phố Sài Gòn trước khi chị đi qua Úc, chứ không phải rằng là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ như cái con chị nuôi nó nói đâu. Nhưng hôm nay là một cái anh Hai Sài Gòn đã lên tiếng như vậy rồi. Nhưng mà con Hà này hình như là nó đánh mất cái dây thần kinh xấu hổ, dây thần kinh mắc cỡ, hay là vì là người ta gọi là chó trùng co, chó cùng cắn dậu, hoặc là đói quá là đói ăn vụng túng làm liều. Cho nên là nó bất chấp. Thật sự đến giờ này thì chị thấy con này nó là bất chấp. Một là nó chọc tức cộng đồng mạng, nó chọc tức những cái người có lương tâm, những người đứng về lẽ phải, vì nó đã được sự tiếp tay của một số các cái mạnh thường quân ở bên Mỹ. Lát nữa thì tôi sẽ phân tích về cái vấn đề về đồng tiền mà chúng ta sử dụng, nó sẽ là hậu họa như thế nào. Mà đây này không phải chỉ là lời tôi nói mà nó là lời cổ nhân xưa rồi. Thế thì càng ngày càng thấy cái con Út Hà này nó quá bất nhẫn. Ngày hôm nay á, là nếu mà nó nghe được một cái clip của cái anh Hai Sài Gòn ở bên quận 7 á, mà nói như vậy, ít nhất nó cũng chùn tay lại. Nó cũng phải biết suy nghĩ là mình nên tiếp tục hay là không tiếp tục. Bởi vì là có thể là nó ngộ nhận, có thể là nó u mê, có thể là vì nó tham quá, tham lam, nó mất nhân tính đi. Nhưng một khi mà đã có người thức tỉnh nó thì nó nhận ra được thì nó phải thay đổi. Nhưng mà ngược lại con bé này, cái con Út Hà này nó không thay đổi. Thế thì bây giờ để trình tự thì mỗi một cái clip mà chị nghe đó là chị đều có tích vào, đều nốt vào trong cái cuốn sổ. Nó không phải là mình ăn nói bừa bãi được. Nói như đời thường, nói là có sách, mách là có chứng. Cho nên mỗi khi mà tôi nghe đời thường phân tích, bình luận trên kênh, không phải tất cả là lúc nào tôi cũng nghe được ngay. Có khi là phải một ngày, hai ngày tôi mới nghe, vì tôi cũng bận công việc. Hoặc là tôi nghe các cái clip của nó thì tôi đều phải nốt vào. Phải nốt vào là những cái gì mà nó vi phạm đạo đức, vi phạm cái nhân cách của một con người thì tôi nốt vào, để rồi mà có dịp thì lên mạng chia sẻ. Mong rằng là tiếng nói của mình sẽ thức tỉnh nhân tâm trong con người của Út Hà, Long Tứ, để chúng nó thay đổi.
Thứ nhất là giúp chúng nó quay đầu là bờ, giúp chúng nó quay đầu để trở thành con người lương thiện. Thế thì hôm trước có nghe Đời Thường nói rằng là một số các dư luận ở trên cộng đồng mạng nói rằng là bây giờ chị Báng là đòi chim sâu về để trục lợi. Vậy thì thử hỏi rằng trước khi Út Hà bắt chim sâu thì chị Báng không ở cạnh chim sâu nhưng mà vẫn về thăm, vẫn gửi tiền, vẫn liên lạc, vẫn theo dõi con. Và cái cuộc sống của chim sâu nó lại như vậy, bởi vì chị Báng cũng không thể nào mà đi tìm cho chim sâu được một cái người con rể hay là một cái người yêu, một người đàn ông để mà ghét nó vào để thành một cái gia đình. Cái đó là do chim sâu nó tìm tòi, và bây giờ thì đã được mẹ Hà tìm tòi cho. Nhưng mà cái quan hệ mẹ con người ta thì nó vẫn duy trì, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà sau khi Út Hà bắt chim sâu về, tại sao chị Báng lại lên tiếng? Tại sao trước kia chị không lên tiếng? Tại vì trước kia là chim sâu nó sống ở cái làng bản chỗ nó, ở cái khu vực của nó. Dù gì nó cũng con bà con chòm xóm, cũng có người nợ họ người. Khi mà nó được Long Tứ mang về nhà với một cái mục đích là, tôi không dám nói là Long Tứ yêu thật yêu giả, nhưng mà qua cái hành vi của Long Tứ, qua cái sự trục lợi của cha mẹ Long Tứ, nói là mẹ thôi chứ còn cha Long Tứ thì phải nói là một cái bác rất là hiền lành, một cái người đàn ông Nam Bộ hiền lành chất phác, không biết gì hết. Nhưng mà dưới bàn tay của bà Út với thằng Long Tứ thì coi như là đã dựng lên được một cái màn kịch con dâu hờ để rồi mà quyên góp được tiền của Mạnh Thường Quân. Thế thì đến khi mà Út Hà bắt chim sâu về ở dưới Vĩnh Long hay là Long Xuyên gì đó, thì lúc đó chị Báng phải lên tiếng. Bởi vì lúc này không còn là một cái chuyện bình thường như là cái Đời Thường nó diễn ra, mà lúc này là dưới âm mưu của một cái băng nhóm gồm mẹ nuôi, anh chị nuôi Hờ và thằng chồng Hờ Long Tứ, chúng nó cấu kết với nhau. Lúc đó có cả Minh Hùng nữa, nhưng mà rất may là Minh Hùng đã nhận ra được cái chân tướng cái việc làm tội lỗi xấu xa đấy và đã rời bỏ. Thế thì chị Báng khi nhận ra được cái điều đó thì chị không thể làm ngơ. Bởi vì khi chị đã làm ngơ cho bà Út làm tàu trên thân xác của con đã rồi, thì đến bây giờ á thì lại là không thể làm ngơ được trước một cái tập đoàn, một cái băng đảng mà nó đã dựng lên để mà kinh doanh thân xác của một cái người tâm thần. Cho nên chị Báng phải lên tiếng, và chị không thể tiếp tục để cái việc này nó xảy ra rồi sau khi đó bắt về rồi nhổ răng con người ta rồi quay nhà quay cửa lại. Nghĩa là làm những cái việc nó rất là phi đạo đức, làm những cái việc mà một người mẹ không thể nào chấp nhận được. Nếu để chim sâu ở cái nơi chim sâu ở, và chim sâu đi bán vé số, chim sâu tự do trong cái bầu trời của nó thì thôi, chị Báng cũng vẫn còn có bà con chòm xóm, còn có cô Tám, cô Chín, có người này người kia nhòm ngó. Còn bây giờ bắt con người ta về một cái nơi mới, quay nhà quay cửa lại, rồi là bắt con người ta phải hót theo cái điều mình nói, mình muốn dạy con người ta chửi cha chửi mẹ, dạy con người ta cách kiếm tiền trên cộng đồng mạng, xin gạo xin tiền xin này xin kia. Thì như vậy là người mẹ người ta thấy là không thể chấp nhận được, vì đó việc làm đó là việc làm vô đạo đức. Đạo đức đó không phải xin cho chim sâu mà xin cho Út Hà và xin cho Long Tứ. Chính vì điều đó mà chị Báng lên tiếng. Thì cái điều này á, tôi cũng nói thật với các cộng đồng mạng, mình phải hiểu được rằng đến lúc nào một cái người mẹ họ không thể im lặng được thì họ phải lên tiếng.
Cho nên cũng đừng có nói rằng là chị bán đòi chim sâu về để rồi lại trục lợi như Út Hà. Nếu chị bán là cái người mà tham tiền mà muốn trục lợi từ Mạnh Thường Quân thì thiếu gì cách để liên lạc với Mạnh Thường Quân, để từ bữa tới giờ chị ấy cũng có được sự giúp đỡ, nào là con đau ốm bệnh tật trong bệnh viện, một cái bệnh nan y như vậy, rồi một mặt thì con đã bị người ta giam giữ như vậy. Hoàn cảnh của chị đáng thương lắm chứ. Nhưng mà chị cũng chưa hề chấp nhận là cho số điện thoại hay là cầu cứu cộng đồng mạng hay xin xỏ, thậm chí là bản thân tôi liên lạc với chị Báng. Nhưng cũng chưa bao giờ chị Báng nói chị khó khăn quá, em giúp chị cái này, giúp cái kia không. Tôi có hứa là khi nào em về Việt Nam em dẫn chị đi chơi, thì chị nói là chị đâu có biết ăn chơi gì đâu, bảo không, đi chơi lành mạnh chứ không phải đi ăn chơi. Đi ăn chơi là đi ăn những thứ mình thích và đi chơi những nơi mình chưa biết, mình chưa đến, thì em sẽ dắt chị đi. Nói là chị em sẽ dắt chị là gọi một cách gọi như là tôn trọng, chứ thực ra Báng cũng ít tuổi hơn tôi. Nhưng mà tôi thấy một cái người phụ nữ mà quá bất thành, quá đau khổ, quá cay nghiệt, cuộc đời quá cay nghiệt, quá đau khổ. Thế thì bây giờ nói đi nói lại là các Mạnh Thường Quân là cái nguyên nhân, là cội nguồn của cái việc mà con Hà tiếp tục gieo tội ác. Mà ngày hôm nay á, anh Hai Sài Gòn đã lên tiếng kêu cứu Mạnh Thường Quân. Và tôi nghĩ rằng là các Mạnh Thường Quân bên Mỹ chắc các vị cũng ở Nam Kỳ. Đấy, theo như là con Út Dù, con Mai Dù nó nói Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Thì cứ cho rằng là tôi là người Bắc Kỳ đi. Thì bây giờ anh Hai Sài Gòn cũng đã lên tiếng rồi, cũng rất nhiều người miền Trung, miền Nam, miền Bắc người ta đều lên tiếng rồi. Thế thì các vị thử nghĩ xem có phải chính mình là căn nguyên, là cội nguồn để cho con Út Hà nó tiếp tục làm những cái điều bậy bạ, làm những cái điều thất đức, làm những cái điều mà những người có đạo đức và những người có lương tri không bao giờ làm. Không bao giờ làm. Vậy thì cộng đồng mạng, Mạnh Thường Quân giúp ai bây giờ? Tôi thử hỏi trong cái nhóm ba người, con Út Hà là một, thằng Long Tứ là hai, con Chim Sâu là ba, các vị giúp ai? Con Mai Dù là con chị nuôi đó, thằng anh nuôi đó, nó đã vơ được một mớ ở bên Malai. Nó mang